Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lanh. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là tủ chè gỗ gụ. Đây là chiếc tủ chè bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Phần bệ là chúng tôi đục bát tiên, quần thú. Lèo là chúng tôi đục lèo hồng chỉ và cánh là cánh cong khảm ốc. Thì đơn vị Đồ Gỗ Hiền Lanh đang có rất nhiều các cái mẫu mã tủ chè tại cơ sở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu tủ chè như tủ chè cánh phẳng khảm ốc, tủ chè cánh cong đục tích tam quốc và tủ chè cánh cong khảm ốc bệ đục bát tiên quần thú, rất nhiều. Tủ chè gỗ hương đá, tủ chè gỗ mun hoa, tủ chè gỗ hương, tủ chè gỗ gụ, còn tủ chè gỗ gụ ta, rất nhiều. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Phần bệ đục bát tiên quần thú này chúng tôi làm dày 10 phân, đục nổi kênh bong, moi móc. Trong rất nhiều clip trước chúng tôi đã giới thiệu về cái phần bệ như này rồi. Bệ đục bát tiên quần thú. Một loại bệ nữa là chúng tôi lại chạm ngũ phúc kim tiền. Và một bệ thì chúng tôi lại để trơn khảm ốc, rất nhiều, đa dạng mẫu mã. Tủ chè này thường thì chúng tôi làm kích thước 1m90, sâu 52 và cao 75. Để cho quý khách tham khảo. Quý khách ưng mẫu tủ chè này, quý khách có thể gửi về cho chúng tôi qua Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể, kích thước chi tiết cũng như về chất liệu gỗ. Toàn bộ cánh này chúng tôi làm dày 2 phân, khảm ốc đỏ Singapore. Lèo chúng tôi đục lèo hồng trĩ, đục rất nhiều hoa hồng và chim trĩ ở phần lèo. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh có thể thay được lèo cho quý vị. Nếu như quý vị yêu cầu kỹ chúng tôi sẽ thay sang lèo tam quốc, nó sẽ giá trị hơn thì giá thành nó lại lên cao. Hoặc là lèo tích đồng quê, chúng tôi có thể thay cánh cho quý vị. Nếu như quý vị không ưng mẫu cánh khảm, quý vị có thể ưng cánh đục, chúng tôi sẽ thay được. Và các cái tủ chè hàng kỹ chỉ có tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cuối video này chúng tôi sẽ để các cái video clip tủ chè hàng kỹ cho quý vị xem. Thì quý khách hãy theo dõi hết cái video này, chúng tôi sẽ để ở cuối video. Bệ là chúng tôi đục bát tiên, long ly quy phụ. Tôi quay chi tiết cho quý vị xem. Vào bên trong thì có buồng kính, quý khách có thể để các cái đĩa khảm ốc cũng như hay pho thần tài hoặc các cái bình rượu. Cánh này là cánh chúng tôi khảm tích, có thể khảm cánh được, đó là tùy theo yêu cầu của quý khách. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để xem thêm các cái mẫu tủ chè cũng như là đồ thờ cúng bằng gỗ rất nhiều tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh cũng như là fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận phía dưới thì chúng tôi sẽ giải thích thêm. Đây là chiếc tủ chè dài 1m90, bệ đục bát tiên, lèo hồng trĩ, cánh khảm ốc. Hiện tại thì chúng tôi đang còn rất nhiều hàng mộc như này tại cơ sở. Quý khách có thể qua địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên để xem thêm. Quý khách ở xa không về được thì quý khách có thể xem qua video mộc của chúng tôi. Quý khách có thể đặt hàng online, chúng tôi online 24/24. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa chiếc tủ chè cánh cong khảm ốc lèo hồng trĩ dài 1m90. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Quý khách đừng quên đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh.